Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hà Nội mạnh tay chống tham nhũng, 87 vụ vi phạm được chuyển sang cơ quan điều tra. Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gọi tắt là Ban chỉ đạo, vừa họp về tình hình kết quả hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo nguồn tin báo Dân trí cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ở Hà Nội được quan tâm chỉ đạo triển khai bài bản, đồng bộ, quyết liệt gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được Hà Nội tăng cường tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị của Hà Nội thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương trong phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Theo báo cáo, các đơn vị đã chuyển 87 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử của các đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời điều tra xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố đã thụ lý giải quyết 279 vụ án với 601 bị can, truy tố 142 vụ án với 401 bị can, xét xử sơ thẩm 138 vụ án với 381 bị cáo. Tòa án Nhân dân Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với 3 vụ án Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý 21 trong số 45 vụ án. Đối với 24 vụ án vụ việc còn lại, Ban chỉ đạo giao Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân thành phố trực tiếp theo dõi chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết 8 vụ án. Giao cấp ủy các cơ quan tư pháp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố giải quyết một vụ án. Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội tiếp tục theo dõi chỉ đạo xử lý 15 vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhìn nhận, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn những tồn tại hạn chế, tiến độ thực hiện xử lý giải quyết một số vụ án vụ việc còn chậm. Bà Hoài yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng của thành phố xử lý nghiêm cán bộ đảng viên có liên quan đến các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế, bố trí công tác khác đối với cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế. Bên cạnh đó, bà Hoài cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan cần tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khiếu nại, tố cáo kéo dài, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, cơ sở 2 mắc kẹt hơn 10 năm, gây lãng phí nghiêm trọng. Đại biểu Quốc hội sốt ruột với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, cơ sở 2 ở Hà Nam được đầu tư 10.000 tỷ đồng nhưng treo hơn 10 năm nay. Các đại biểu cho rằng đây là điển hình nhất về lãng phí, cần giải quyết khẩn trương như Tổng Bí thư yêu cầu, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Thông tin về kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa qua, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kết luận trước mắt tập trung rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn. Trong đó, Tổng Bí thư điểm tên dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam và yêu cầu cần định ra thời điểm để đưa các dự án này vào hoạt động, mang lại hiệu quả, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Trao đổi với Vietnamnet bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam là câu chuyện điển hình nhất về lãng phí. Từ nhiệm kỳ khóa 14 đến bây giờ, các cử tri phản ánh liên tục,
các đại biểu Quốc hội cũng rất sốt ruột, trong đó có cá nhân tôi, đại biểu nhấn mạnh. Ông cũng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư và ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội tại hội trường đề cập đến câu chuyện này. Hơn 10.000 tỷ đồng án ngữ trên mảnh đất màu mỡ cả 10 năm nay. Lãng phí kinh khủng, không thể để mãi như vậy được, bác sĩ Nguyễn Anh Trí trăn trở. Ông Trí thông tin thêm, các đại biểu đều thống nhất đưa hai dự án này vào danh mục các dự án điển hình để thời gian tới thực hiện phòng chống lãng phí và sau kỳ họp này cần bắt tay thực hiện ngay. Với con mắt của người làm chuyên môn và từng quản lý bệnh viện công, tôi cho rằng cần nhanh chóng đưa hai dự án này vào giải quyết. Hiện trạng có gì thì khoanh lại. Đầu tiên là lấy toàn bộ tư liệu, quay phim, chụp ảnh, các bằng chứng đầy đủ như đầu tư bao nhiêu, diện tích như thế nào, cấp phép, quy trình thủ tục thực hiện, mua sắm rồi nhân lực, thậm chí thống kê bao nhiêu phần trăm hư hỏng để xem xét về mặt pháp lý, ông Trí gợi mở. Việc cần làm nữa, theo đại biểu, là đưa hai dự án này vào sử dụng ngay, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Vì theo ông Trí, máy móc, thiết bị kể cả nhà cửa xây xong mà không dùng sẽ xuống cấp rất nhanh. Trang thiết bị y tế thông thường 2 năm đã lạc hậu, trong khi người dân rất cần có thêm bệnh viện để khám chữa bệnh. Chúng ta nên đưa vào dùng để tránh lãng phí kép, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh. Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó ban công tác đại biểu nhắc lại tinh thần bài viết về chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 16 tháng 10. Trước yêu cầu tăng cường nguồn lực, khơi dậy sức dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phòng chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách. Bà cũng cho biết, mới đây, phát biểu tại thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 26 tháng 10, Tổng Bí thư điểm danh những dự án rất cụ thể đang lãng phí rất lớn, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam. Vì vậy, theo Phó ban công tác đại biểu, phải đưa hai bệnh viện này vào giải quyết với tinh thần rất khẩn trương và cấp bách như Tổng Bí thư đã chỉ đạo. Đây cũng là mong muốn và kiến nghị của cử tri nhiều năm qua. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, tôi tin tưởng trong thời gian tới đây, hai bệnh viện này sẽ được đưa vào sử dụng, khai thông nguồn lực, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh. Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết để sớm hoàn thành các hạng mục đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động. Ngày 21 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng đã thành lập tổ công tác rà soát khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hai dự án này. Đến nay, tổ công tác Bộ Y tế đã rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề pháp lý và kỹ thuật liên quan đến dự án, những khó khăn vướng mắc tồn tại của việc triển khai thực hiện dự án, làm việc với nhà thầu và đưa ra phương án xử lý, báo cáo lãnh đạo chính phủ để có hướng giải quyết và tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ. Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu những phương án trình chính phủ, từng bước giải quyết các vấn đề nhằm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động. Hồi tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp hai bệnh viện ngàn tỷ này đã đạt 80-90%, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán hoàn thiện dự án. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.